Ok, hai cả nhà, chào mừng cả nhà đến với kênh Review Tool ha. Thì như trên màn hình là chúng ta đang chơi game võ sĩ chấm IO à. Này là game online nha các bạn, cũng giống như game giống như game Magic A.io mình mới mới vừa review đó. Thì game này là thay vì cái này chúng ta cầm kiếm nha, cái kia là chúng ta bắn lửa, này cầm kiếm mà. Thì Sonic quay là gì đó. À, bắn được lửa luôn nha các bạn. Thôi nó thôi chuyển cái đường nè, điểm bên đây là trời bự quá, bự quá. Trời ơi, nếu kèm dày to nó đánh một cái là quậy gần hết máu luôn các bạn ơi, căng quá căng quá. Gặp thôi. Rồi. Chiến đồ nè. Rồi. Thấy hai cũng to to hết rồi. Nhìn gì thì mình vậy thôi. Nói chung là sinh tồn mới chạy đi các bạn ơi. Kim nào nhỏ nhỏ lắm, anh chị thấy to quá. Cháy cháy cháy. Oh. Chết rồi. Núp đi, núp cho hồi máu nha các bạn. Chơi game rất là dở về chiến thuật sinh tồn, chúng ta núp luôn. Mình là player 8512, game rất là nhiều người chơi nha các bạn. Chỉ được hai người thôi. Đây 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 đây. Chạy ra chạy ra chạy ra. Ba người. Chiến thuật các bạn núp chạy thôi. Kênh đạo hơn ai gần hết máu là chạy ra. Các bạn nào gần hết máu rồi chúng ta chạy ra thôi. Chạy. Đây 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 đây. Ở đây à, chạy 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 chạy. Nguy hiểm quá. Tăng sát thương này sao đó các bạn. À, chỗ đây là lấy như thuốc bổ trợ đó. Tăng sức mạnh cho skill rồi. Mới gắt kêu. Rồi. Mời cả kêu của bạn kia với mấy của mình. Ok. Game khá là hay đó các bạn. Chọn đây 1, đây 2, collect. Rồi play tiếp nha. Đây là cái này phải nhìn như chơi miễn phí chứ chơi được cái deck mắt thôi các bạn. Sinh tử là cứ chạy nấp thôi. Còn có cái gì ở đây? Chạy qua cái nhà, nãy là lấy có skill thằng sát thương.
đây. Đây đây. Một. Có hai cái. Hai được hai, hay quá các bạn ơi. Núp núp rồi. Chúng ta chơi sinh tồn của nước, thấy ai gần hết má nó bay tới nha các bạn. Được, này nó đang tăng sát thương thì sao người đó lì nè. Ô chạy thôi. Ơi, ơi, chạy chạy. Ôi giời, con này nhiều quá. Chỉ được 3 rồi các bạn. Bình tĩnh thôi. À chết chết. Ở đây rồi. Bỏ nó xe hồi lại. Nè nó cầm gậy tới rồi. Mì mì. Đây, giật quá. Hay quá, được mới gặp kiểu ngoài nữa các bạn. À, cứ chạy vòng 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 ở ngoài nha các bạn. Nếu yếu mình chạy vòng vòng ở ngoài thôi. Vì tại vì hình như sẽ sau khi giết được một mạng là sẽ được đó, lên máu. Giết được mạng là chúng ta sẽ được lên máu đó. À, hay quá, hồi máu luôn. Cứ canh bên nào máu nhiều là solo luôn nha các bạn. Chạy 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 không kịp rồi, hay quá. Lại nè, lại tiếp tục chơi màn nữa nè, màn khác nha. Chúng ta bị một lúc rồi, bên cạnh mình máu nè. Má phải thấy ít người vậy ta. Nó hiện lên nè. Đâu hết rồi. Đây 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 đây. Ở chà 101 á, giật luôn. Ở chà. Ê chà chà chà. Chiếm chiếm mạnh các bạn. Đó. Ôi. À trời ơi, không kịp rồi. Bỏ qua, bỏ qua. Bỏ qua, bỏ qua. Tiếp tục nè. Ok thì giữ game nó có quảng cáo nha. Nếu các bạn chết mà chúng ta đang chơi phần free. Tiếp tục nè. À, bạn ở trên tuyết rồi. Chạm bụng một máu nó nhiều quá. Chiến thuật như cũ rồi, cứ núp thôi các bạn. Đó. Mình sợ là chiếc lén không. Chạy. Chạy mình cứ là chạy nha các bạn. Rồi cái thằng này giết nhiều rồi. Máu nó nhiều quá các bạn. Cha cha cha, nó tới ăn bảo kích rồi. Ok, bây giờ mình sẽ chia sẻ tên game trên sát play cho các bạn nha. Ok, và đây là tên của game nha. Siêu sát thủ IO ha. Game có hơn 5 triệu lượt tải xuống nha. Thì các bạn chia sẻ dụng game siêu sát thủ IO trên smartphone Android mình tới đây kết thúc ha. Rất mong được bạn quan tâm ủng hộ kênh. Nếu cảm thấy hay nhấn like, subscribe, đăng ký kênh ha.